Hello bà con cô bác nha. Thì các bạn hôm nay á là mình có đặt cái thằng bé Hiến nó một cái mạng sườn dơ mọi người. Là tính là Hân sẽ làm một cái bữa ẩm thực rất là ngon mà giờ Hân đang ra Hân kiếm làm gì má? Má. Đây, má. Gì? Còn có vụ đang chút được không? Vụ gì nói đi. Đây là sao tướng lạ dữ con nọc. Tướng mà chứ má làm gì có má dùng con vậy? Ý là bây giờ là con muốn chọc mấy đứa kia một chút mà giờ má giúp con chút được không? Giúp cái gì? Chứ sao má dùng con nhá, má dùng cái gì trên cây vậy? Tôi đang làm cái này. Để dùng con đây. Ý là bây giờ má giúp con chút được không? Giúp làm gì, làm cái gì mới được chứ? Ý con má đi xuống dưới ruộng kia bắt cua bắt cá rồi trời ơi chứ làm gì? Tôi mệt mà mày ở không bao giờ đang đi làm cái gì? Không, nói với dọn cho bây giờ là con có cái ý này, con muốn chọc mấy đứa kia một xíu mà dọn tét máy quay xong rồi má giúp con chút được nha. Chị? Thì nó vui á, mày hiểu không? Làm cái người đây biết rồi, cái người đây là quan trọng là vui. Nên là giờ má cứ giúp con một chút xí là được rồi, hiểu không? Không, tao không biết làm gì được, anh mà nó ai biết đâu, có gì giúp gì. Đấy, bây giờ con nói chỉ có một mình bà già quyền lực mới giúp được cái đoạn này thôi. Đi, giúp một chút thôi. Không, biết ngỏ, làm giúp là cái gì, giúp cái gì. Không, ok, bây giờ mình sẽ tắt cái máy quay rồi, mình nói chuyện với bà già cho bà già bảo hiếu à. Không đi đâu mất rồi mà, đâu có nhà đâu. Không đi đâu vậy sao? Trời ơi, không đi đâu mất rồi anh. Kêu vô mà không đi đâu mẹ mất rồi. Không dàn đây anh đuôi này chứ. Vô. Thằng ngon, ăn giật rồi con, thằng ngon rồi. Em, giờ thằng kia. Thằng quá. Thằng không có gì hả? Không đi đâu mất rồi. Anh như mất rồi, anh có gì đó gì anh không? Bán này nè anh. Mang. Chụp chứ rồi đấy. Anh đi coi. Vô nhà không có anh nhà. Đến đi rồi. Cầm đồ vô chứ làm gì ông nậu. Để sao? Thấy đồ đồ á. Có thấy nhiều không? Biết là thấy gì chứ. Đâu đâu. Lấy đồ. Lạnh nó bụng cho hai đứa đủ rồi á. Đây ai? Ai tầm cái con đống này? Thiệt nghiệp của má trái xuống ta không luôn. Ai tầm hai có thay người. Quý lên ba đứa đủ rồi. Thái nhiều rồi. Quý nói giỡn nhau như hai cái rồi làm được. Hai một đống chú làm được. Thôi bà điện bà, ổng nè. Thì lại vẫn vô hai bà. Giữ con nha, tôi không có đâu làm mấy cái đó vậy. Rồi tôi riêng cái này là mày giúp. Hai cái quất cho đầu, ai đi? Em này, biết không? Em biết chuyện tình gốc tôi luôn. Rồi chuyện tình gốc tôi luôn. Em, rồi biết chuyện tình gốc tôi luôn. Tại vì tôi không thấy tôi luôn, không thấy chịu. Bắt nghe luôn. Mà chơi hết tôi làm gì anh? Hai lạnh thật, sao bữa nãy mày quay phụ thằng hai thật mày. Không mất giờ thì này em giúp đâu. Chịu hai mấy cái lần lớn, lạnh thật chứ. Giờ hái luôn hay? Ờ, giờ hái. Hai hết cây thì làm gì mà. Hai hết cây thôi được. Đừng hái mấy cái nhỏ quá này. Hai hết cây thôi chặt cây chơi. Chặt đâu mà chặt cho làm. Cái gì? Mày mày chạy lấy dao mày lấy qua chín em đúng rồi. Này hái một quả chín luôn. Đó, quả chín này. Lấy dao gọt em nhúng tôi đi về bạn. Em lấy dao. Mày đi cứ hái nó tao mẹ mày coi. Mày nó điên dữ. Anh đi như mà bé là hết thật lên cái thu đứng tay ấy bây giờ. Đó, anh Hằng kêu làm thật nè. Anh nhiều. Một cái hai cái dài để anh một rố hết cái thu đứng tay ấy. Anh Hằng kêu làm thật nè. Hằng anh Hằng hiếu nào Hằng đâu. Hằng anh đâu biết Hằng. Hằng đâu có. Anh anh kêu thiệt. Em biết đâu cái thu đứng tay rồi người ta không biết gì hết anh mà. Tôi biết rồi rồi. Hai. Thì hai để anh cho một hai cái. Hai thứ nào bị hệt lực hết cái thu đứng tay. Đơn đơn thì anh Hằng đơn thì anh Hằng. Không có Hằng nào Hằng đâu. Có, lâu lâu vô, đưa đồ, ông nhờ, ông hái này. Thì thay, thì thay, thì vừa
muốn thấy gì nhà đi thấy, chứ tại sao nhà tao nữa cả nhà anh mà đi thấy làm gì không đúng đấy. Con hồi giờ vô cho có hai chiếc tàu đàng hoàng đi. Hồi nãy lúc nãy giờ tao thấy khác, tao vẫn nuôi tao chính cái thằng này. Đón điện thằng nhớ nha. Thôi, vô quá, một những gì nữa. Ờ, chân chân vừa vừa đã học cái bữa khó giờ vô tao phát nữa gì đó gì hết nhà đây. Em lớn rồi nha. Mẹ ông không gọi là có em rõ ràng bây giờ anh nói vậy. Nhưng mà ông không nói là à nó hai nhảy cái tôi nghe cái thấy anh thực hiện một rổ đu đủ vậy đủ rồi. Anh đang chờ tiền lấy tiền này anh mua ẩm thực về cậu. Chiều hết đu đủ gì gì ông đưa tiền. Thì hết nên chiều là tôi cho. Thôi đừng nói trong dài. Tin là hết mình có tới khá lần sau. Lần thứ hai có nữa là chị biết làm đủ đi. Anh đi ăn chị không biết là hái một cái đu mà cho nó phải hái hai đu. Lẹ đu đu. Anh chưa chặt cái cây luôn mà. Tao chặt cái đầu này có cái này thì đúng. Em nghe em lớn không nghe, nói chuyện nào nghe. Anh lớn không phải nhỏ làm vô khác anh đủ làm gì. Tao thì nói nữa tao gì. Cái thằng cái đứa tay rồng, tao nói nữa. Đứa nữa uống hoàng nữa đi. Tự nhiên. Đấy ông đâu? Anh đâu biết anh cầm bờ thôi, tôi biết ngã nào tới là phải. Em á. Đố gọi em không lần nữa rồi. Anh gọi em. Bây giờ lại một rối vậy, bây giờ đi à? Tiền bạc gì giờ cái đu đú này lại khắp chỗ giờ ông chịu đòn mẹ giờ tiền của tiền nó tiền bạc nó không chịu hái giờ đâu nhiều bạc. Giờ anh không biết nha. Đủ tiền là đi giờ nó đứng có nhiều đâu đâu á. Không em biết bây giờ anh được những liên quan với em còn mày nói chuyện về quay video vậy bây giờ mày hái rồi giờ mày bán mày đi gì vậy? Giờ hai bác mẹ vậy giờ biết làm gì thôi. Anh là nói thật sự nha, đây là anh nhớ anh mua đồ ẩm thực này vô làm clip ẩm thực về bánh này, chỗ anh em đi tiếp vô, chịu tôi vô có đánh đâu, giao hàng này kia, anh phải nói rồi anh nói đâu, đây là ông Hân, ông Hân em bị ông Hân kia, nghe Hân rồi nữa, cái trời đất không, không cho anh chống dài giờ. Em biết giờ mẹ em giờ mẹ. Ông đem về dọn ngay đưa mẫu từ đây 50-70 vậy đây vô đây để cho tôi tiền. Hai chồng mày làm tiền cho bà, tiền kia mua ẩm thực 100 đứa chưa đưa rồi. Chứ giờ tôi phải vô tôi phải ninh nới vẻ cho mày chứ vợ chồng tôi nữa chứ làm ăn gì vậy. Cây à, giống bạn giống mẹ. Móc mèo ông kêu hái xuống làm được đúng đầu chứ. Móc mèo gì? Đấy, tôi đứa này móc mèo. Cái cây gì to cũng thèm hái nữa, hái cho có lỡ đâu quá. Ê, nói nè, hai đứa tiền hả? Nói gọi anh Hân gì đưa tiền anh đẹp đứa thôi em biết cũng có trời đặt. Tôi vô làm giùm cho ông thôi, còn cái chuyện giờ hái đồ lỡ đâu, tôi không nói nữa không.
Không phải vậy giờ thịt đó bù que sót lại vậy rầu rầu vậy rồi bây giờ giống. Còn hai tiền bạc chưa đốm hăng tính sao? Còn tôi vừa ra lò á, bữa nào hăng tôi ngồi nói chuyện nhau, tôi lót tôi đàng hoàng cũng hăng. Ông bên em có ẩm thực gì nữa? Quý về giống bạn bè giờ trên dây giờ chơi dây. Sao anh hết đây cái đồ đây? Trời ơi, vậy là ông quên mấy nó đúng không? Nói này, làm ngờ đây biết rồi. Mấy đứa nó đâu? Tụi nhưng mà bây giờ bà chú nha. Thử. Lúc mà bà chú mặt anh quay. Chứ làm gì chú, anh có làm gì đâu chú. Thế mấy cây đâu chứ? Bà suốt, bà chích chứ bà không dám ăn mờ mờ. Hồi nãy là bà đây ăn nó mới ngừng với ông đầu nữa là hết luôn rồi nha. Nhưng mà đưa đưa hả? Con Hiến này, con Hè này, thằng Hai với thằng Nam. Thì bốn mặt đó. Nói chung là anh bật mí cho em luôn. Cái là bà già bà biết quá. Anh nhờ bà già chứ. Không không, tôi không tin nó thằng chàng chàng. Ừ. Cùng nó. Bây giờ ấy là bây giờ tụi nó đâu? Nó tức nó đi về rầu ông Hiến nói hàng đem đồ ăn đồ vô tự nhiên kêu nhờ hai mấy cái đu đú tự nhiên giờ mấy công leo bà già bà leo tới đây luôn vậy. Hả? Kêu lớn cho nhỏ gì vậy? Ủa, mày tao tao nãy giờ anh núp. Không phải, ý là đâu có biết. Nãy thằng này anh núp lên kêu mà anh nghe chú quá mà anh ra không được, em hiểu không? Mày làm sao ông nhớ anh thiệt làm người này biết rầu thâu có gì đâu. Em xin lỗi nó nha mẹ ông già, em xin lỗi nó nhưng thâu nó bữa xong nó thù ông nó nha. Làm gì nên xin lỗi làm người này biết rầu. Anh em ở đâu vậy? Tôi mang tiếng nghe tôi thiệt hả? Anh em mà trao giỡn. Làm giờ làm thật đẻ giờ lên gì mà về mà chửi gì? Mấy mất dạy gì này kia. Này, làm như bà già anh có chuyện mất dạy mày. Không có. Tao nói ông bụi chuối tao nghe rõ ràng mà làm gì có chuyện mất dạy. Sao lộn bên đây gọi ông đi đâu giờ kêu ông xuất hiện ở đây không? Dịp về. Vậy? Ý là vui mày hiểu không? Làm gì? Em biết ông làm ý ngờ đấy rất rầu. Ngờ gì bác hai tự nhiên em gái bác hai chữ em như gì? Chữ gì đâu, anh núp mũi chuối rõ ràng, anh nghe có chữ gì đâu. Ý là bà chữ bà kêu là mấy anh em sao phá quá chứ có chữ gì đâu. Chưa tiền đồ không đem đứa đưa đem đứa đi. Tiền lợi từ từ chứ tiền đâu đem được. Vô cái quay của trùng nói tiếp ai gì mà về bữa đây chứ lâu lâu vô cho bị mang tiếng nhau. Đúng rồi, lâu lâu bà chữ chứ đâu phải bản ngày nào bà ông chữ đâu mà em sợ. Ví dụ như ngày nào bà ông chữ em buồn. Còn đây lâu lâu ví dụ năm thứ 10 thì bà trứng lần chứ giống như là chút xuân chứ làm gì đâu. Tôi biết là cũng như là bị trôn rồi không phải đâu. Đây mà tất nhiên là gì mà từ từ anh em nói chuyện với làm gì anh vậy bình thường không? Làm người để biết rồi. Chứ chút có sao đâu. Nãy chữ tôi là lớn nhất toàn cái bài. Bà chữ tôi là bày mấy đứa nhỏ chắc đu đủ này kia. Chắc bà ông chú tứ bà tứ thì ngang quá ông rồi. Tôi tiệt là tôi lạy ông. Ông nói lại gia đình ông ngang là đu đủ là ông chú tôi bé nha chứ không phải đâu. Nó tiệt cái trời hoài kêu tự lên hai trời còn cầm nữa nhá. Công chuyện luôn. Không biết mày công chuyện luôn. Giờ người ta gọi nữa nè. Lên kia cái nhân gì toàn là kêu là anh chết anh trộm rồi hai. Bây giờ nói chung là tóm lại là này anh giỡn. Anh giỡn vui phải không? Ví dụ như anh giỡn nhưng mà bác đâu có giỡn đâu. Bác kêu tụi em là từ nay đừng lên nữa, đừng làm video ẩm thực đừng lên cho nữa. Ý là bà giỡn á mày hiểu không? Anh chắc mặt thiệt kinh luôn. Khùng quá, anh thông đồng với bà chứ á. Bà giỡn cho vui ra hiểu không? Đi gì ạ? Bỏ đi. Từ vô làm thật phải làm thật chứ. Mình là trai em hiểu không? Mình trách chi người lớn trách anh giờ trách gì bà già anh đúng không? Bà thấy mặt mày xấu rồi bà chứ đúng rồi. Chứ thường đẹp như anh bà ai lộ đẹp như nam bà đâu có chứ. Giờ có làm thực làm đến nãy đi chưa? Vậy đâu? Vũ quyền gì nữa vậy? Thôi ông lại tôi đổi người khác làm vậy. Không. Giận với giờ vô làm thật đi. Nói giờ hết hứng thật thì anh nào. Thôi làm tụi mang tiếng.
mang tiếng gì bây giờ bình thường cho bà già cũng như mẹ em thì bà có la vài tiếng cũng được vui với cả đầu đúng không? Chuyện là tôi không nói nhưng mà đây làm gì phá hoại nhờ khác lỡ phá gì hai mà nghĩ ừ con cháu vô lâu lâu vô cho mà dài không luôn thấu được rậu giờ xuống xe vô làm thực đi lẽ lẽ vô làm thực chứ làm vậy đỡ lần đại thầu rồi nha. Ờ giấy viết giấy mẹ ra rồi nãy giờ cứ đỡ đang nghỉ luôn. Một lần cuối rồi một lần duy nhất nghe chưa? Vì miếng anh nha. Thôi đi. Ok bạn. Không biết nói gì hơn luôn bạn. Mấy con nhạn vô đó coi chừng cái ghê chết nữa. Ok bạn nha. Thì bây giờ là mình sẽ vô làm cái món sườn sườn dơ nha các bạn. Hiếu thì nó có làm sườn dơ nên là Hiếu nó tặng mình một cái sườn dơ bạn. Mà thật ra là mình đỡ hôm qua giờ mình chưa làm, mà hôm nay nhờ mấy anh em nó đến làm thật sự vui. Nhưng mà mình nghĩ là phải troll tụi nó quá. Control mà không troll, anh không người ta chứ. Hôm bữa giờ toàn mấy người chứ, nói toàn là mấy tụi bay anh không rồi chứ không có chịu troll đó. Nên là mình phải troll trước khi mình anh các bạn. Mà không biết là bà già mình nãy là bà chứ làm sao đỡ im. Nhưng mà mình ngồi ở trên bộ chứ mình nghe bà chứ gơ lấy ông bà. Thì giờ thì bây giờ mình sẽ vô làm thật với mấy anh em nha mọi người. Hẹn lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.